Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đến với quần đảo Cát Bà, một thiên đường du lịch tại huyện Cát Hải, thành phố Hải Phòng. Nó cách thủ đô Hà Nội 150 km, cách trung tâm thành phố Hải Phòng 30 km. Quần đảo Cát Bà nổi tiếng với vẻ đẹp của vịnh Nan Hạ, rừng nguyên sinh Cát Bà và các bãi biển trong trung tâm thị trấn Cát Bà. Ngoài ra, quần đảo Cát Bà còn nổi tiếng với các địa điểm du lịch gắn liền với lịch sử của Việt Nam như là Hang Quân Y hay là Pháo Đài Thần Công. Hôm nay tôi đang có mặt tại quần đảo Cát Bà để giới thiệu tới tất cả quý vị và các bạn các địa điểm du lịch khi mà chúng ta đến tham quan quần đảo Cát Bà. Có rất nhiều cách để chúng ta đến với quần đảo Cát Bà. Nếu chúng ta xuất phát từ Hà Nội thì chúng ta có thể đi đến thành phố Hải Phòng. Từ thành phố Hải Phòng thì chúng ta đến với Bến Bính, sau đó là chúng ta bắt xuồng cao tốc từ Bến Bính sang đến trung tâm thị trấn Cát Bà. Hoặc mọi người đi bằng phương tiện ô tô hoặc là xe máy thì chúng ta đi đến Phà Gót. Từ Phà Gót chúng ta đi phà sang bên phía Cái Viềng, sau đó là chúng ta đi theo con đường xuyên đảo dài 27 km đi vào trung tâm thị trấn Cát Bà. Hoặc là mọi người có thể đi theo hướng từ tỉnh Quảng Ninh. Từ tỉnh Quảng Ninh thì chúng ta đến với đảo Tuần Châu, sau đó thì chúng ta bắt phà Tuần Châu chúng ta sang bên bến Gia Luận, rồi từ bến Gia Luận chúng ta đi vào trung tâm thị trấn Cát Bà khoảng tầm 25 km. Chúng ta có thể đi vào bằng taxi hoặc là chúng ta đi vào bằng các xe buýt chờ sẵn tại phà Gia Luận. Hoặc là khi chúng ta đến với đảo Tuần Châu thì chúng ta có thể thuê riêng một cái xuồng cao tốc để chở chúng ta sang bên bến Gia Luận. Cái giá thuê riêng thì nó rơi vào tầm cỡ khoảng là 1 triệu đồng cho một lượt, chở được tầm cỡ khoảng 6 cho đến 7 người. Cả các du khách khi ra tham quan quần đảo Cát Bà đều muốn ra tắm biển tại các bãi biển trong trung tâm thị trấn Cát Bà. Các bãi biển ở đây thì sóng cũng không to quá, sóng rất vừa phải, nước trong sạch, cát ở đây thì rất chi là mịn. Trong trung tâm thị trấn Cát Bà thì có tổng thể là 4 bãi biển, gọi là bãi biển Cát Cỏ 1, bãi biển Cát Cỏ 2, bãi biển Cát Cỏ 3 và bãi biển Cùng Thu. Trong đó thì có hai bãi biển được du khách lựa chọn ra tắm biển nhiều nhất, đó chính là bãi biển Cát Cỏ 1 và bãi biển Cát Cỏ 3. Hôm nay thì tôi xin trân trọng giới thiệu với quý vị và các bạn hình ảnh của hai bãi biển được nhiều du khách lựa chọn nhất khi đến tham quan quần đảo Cát Bà, đó chính là bãi biển Cát Cỏ 1 và bãi biển Cát Cỏ 3. Đây là những hình ảnh của bãi tắm Cát Cỏ 1. Từ trung tâm thị trấn Cát Bà ra bãi biển Cát Cỏ 1, nếu mà chúng ta đi bộ thì mất tầm có khoảng 15 phút. Còn không thì mọi người có thể đi xe ôm hoặc xe điện là 10.000 một người một lượt. Sóng biển ở đây thì vừa phải, không mạnh quá, cũng đủ để cho chúng ta chơi với sóng được. Bãi biển này rất sạch sẽ, nước ở đây thì rất trong, nên là chúng ta thấy là mọi người không những ra đây tắm biển mà mọi người còn ra đây chụp hình với sóng, với những ngọn núi đá vôi ở đây. Ở tại bãi tắm Cát Cỏ 1 này thì có dịch vụ cho thuê phao bơi, dịch vụ cho thuê chèo thuyền kayak. Thuyền kayak đó chính là cái thuyền nhựa, thì mình ngồi lên cái thuyền đó, hai người trên một thuyền, mỗi người có một cái mái chèo, rồi chúng ta sẽ chèo ra biển. Vào dịp từ tháng 5 cho đến tháng 8 hàng năm, đấy là cái thời điểm cao điểm
của các bãi tắm tại thị trấn Cát Bà. Lúc đấy thì có thêm một cái dịch vụ nữa, đó chính là dịch vụ xe máy nước. Ra ngồi trên xe máy và sẽ có người chở chúng ta đi xung quanh khu vực này, hoặc là chúng ta ngồi trên quả chuối thì xe máy sẽ kéo chúng ta đi. Mỗi một lần chơi thì rơi vào tầm có khoảng 15 phút. Đây là cái bãi biển rất là rộng, nên là mọi người có thể chơi bóng chuyền hoặc là mọi người chơi bóng đá ở trên bãi biển. Có rất nhiều các công ty khi ra tham quan đảo Cát Bà thì người ta tổ chức chương trình team building ở trên bãi biển Cát Cò 1. Những dịch vụ cho thuê ghế thì là cứ 20 cái ghế ngồi và một cái bàn là 100.000. Còn những cái ghế dài để chúng ta nằm xuống thì là 100.000 một cái. Đây chúng ta thấy là bãi biển Cát Cò 1 nằm ở trước mặt Flamingo Resort. Tòa nhà này trồng rất nhiều hoa dưới ở các hành lang. Mọi người đang nằm tắm nắng ở trên bãi biển. Các dịch vụ tắm tráng hay là thay đồ thì chúng ta có thể sử dụng các dịch vụ ở đây, nhưng mà chúng ta phải thuê trả tiền, hoặc là chúng ta đi lên những cái bậc này thì lên bên trên thì cũng có các dịch vụ là cho thuê đồ bơi, phao bơi, tắm tráng và thay đồ. Từ ở bãi biển Cát Cò 1 thì có một con đường là con đường đi ven núi. Chúng ta sẽ sang được bãi biển Cát Cò 3. Trên cái con đường từ bãi biển Cát Cò 1 sang bãi biển Cát Cò 3 thì có rất nhiều các góc để chụp hình, các kiểu hình đẹp. Thì bây giờ xin mời mọi người hãy cùng tôi, chúng ta đi sang bãi biển Cát Cò 3 và sẽ đi trên con đường ven biển ở trên sườn núi. Đây chúng ta đi lên cao hơn một chút thì chúng ta nhìn xuống cái khung cảnh của nó đẹp hơn rất nhiều. Vào các buổi sáng và buổi chiều hàng ngày thì người dân ở Cát Bà hay chọn cái khu vực này để đi bộ thể dục hoặc là chạy thể dục ở trên con đường này. Từ đây thì quý vị nhìn xuống phía dưới
chúng ta nhìn thấy toàn bộ bãi biển Cát Cò 1 cùng với tòa nhà Flamingo Cát Bò Beach Resort. Flamingo Cát Bò Beach Resort có tổng cộng là 3 tòa nhà. Đây là cái tòa nhà đầu tiên. Còn chúng ta thấy ở bên trong có một cái tòa nhà màu vàng, thì đó chính là cái tòa nhà mà dẫn xuống cái bãi biển Cát Cò 2. Còn bên trong thì họ có một tòa nhà nữa. Cả 3 tòa nhà này đều có đường đi từ tòa 1 sang tòa 2 rồi sang tòa 3. Đây, khi mà mọi người đứng để chụp hình thì chúng ta đứng ở cái góc này thì chúng ta chụp hình xuống bãi biển và tòa nhà Flamingo Beach Resort rất đẹp. Đây, mọi người ngắm cảnh của Vịnh Nan Hạ. Hoặc là từ những cái vị trí ở đây thì chúng ta có thể chụp hình ra Vịnh Nan Hạ. Những dãy núi đá vôi được bao phủ màu xanh bởi lá cây và màu xanh của nước biển, đó chính là màu xanh lục. Bộ ở đây thì chúng ta cũng có thể là ngắm cảnh biển và núi đá vôi. Nếu mà quý vị và các bạn không muốn xuống thuyền để đi tham quan Vịnh Nan Hạ thì trên con đường này chúng ta cũng có thể ngắm cảnh và chụp hình được rất nhiều các kiểu hình đẹp từ các góc khác nhau. Khu vực này thì có một cái khoảng trống rất rộng. Chúng ta thấy những chiếc thuyền đánh cá. Khi mà mọi người đứng chụp hình ở trên con đường này thì chúng ta đứng vào trong cái hàng rào này. Nếu mà chúng ta đứng ra phía ngoài thì rất là nguy hiểm. Nếu chúng ta đi bộ vào tầm cỡ khoảng 5 giờ cho đến 6 giờ chiều thì tại khu vực này chúng ta có thể chụp hình với mặt trời lặn ở trên biển. Cái hướng trước mặt của chúng ta đó chính là cái hướng mặt trời lặn. Thank you.
Từ ở đây thì chúng ta đã nhìn thấy toàn bộ cái cảnh của bãi biển Cát Cò Ba. Khu vực này thì cũng được rất nhiều người lựa chọn đứng để chụp hình vì có thể lấy được toàn bộ bãi biển và lấy được cái khách sạn 5 sao ở phía đằng kia. Khi mà thủy triều hạ xuống thì chúng ta nhìn thấy những cái đá này nó màu đen ở đây. Đấy, mọi người mà ngồi ở khu vực này chụp hình thì cũng rất đẹp. Giống như bạn nữ bạn đang ngồi ở phía đằng kia. Ở đây thì người ta cũng khuyến cáo là khi mà chúng ta đi tắm biển thì không tắm gần núi đá, bởi vì khi mà sóng biển nó mạnh nó sẽ va chúng ta, đập vào người chúng ta và chúng ta sẽ va vào những cái núi đá này. Thế là mọi người cũng lưu ý khi mà đi tắm biển thì tránh xa những cái khu vực gần núi đá, chỉ đến đây chụp hình thôi khi mà thủy triều hạ xuống. Đây mọi người xem cái quang cảnh của bãi biển Cát Cò Ba. Bãi biển Cát Cò Ba thì rộng hơn bãi biển Cát Cò Một một chút. Ở đây thì chúng ta thấy cát rất là mịn, cát rất mịn và nước biển ở đây thì cũng rất là sạch sẽ. Thấy ở trên bãi biển này thì có những người thì thích nằm tắm nắng, có những người thì thích xây lâu đài cát, còn có những người thì lại thích vẽ cái tên của mình ở trên bãi biển, sau đó là đứng từ ở trên cao đứng xuống chụp hình cái tên của mình. Tất cả các dịch vụ tại bãi biển Cát Cò Ba thì cũng giống như là bãi biển Cát Cò Một. Ở bãi biển Cát Cò Ba đây thì cũng có quầy bar. Ra thấy cái quầy bar phía trước nó chính là Coco Bar. Và những cái ghế nằm ở đây thì cũng là 100.000 một ghế. Và cái khu vực phía gần cái khách sạn 5 sao đó chính là khu vực cho thuê đồ bơi, phao bơi, thay đồ và tắm tráng. Cái bãi biển Cát Cò Ba này rộng nên là rất nhiều các hoạt động team building được tổ chức ở đây vào mùa hè, và các trò chơi thể thao như là đá bóng hay là bóng chuyền. Vào những thời điểm mà thủy triều ở đây dâng cao thì nó lên đến tận chỗ những cái khách ở đây đang nằm tắm nắng ở khu vực này. Còn hôm nay thì thủy triều thì xuống tương đối là thấp. Toàn bộ là những hình ảnh về bãi tắm Cát Cò 1 và bãi tắm Cát Cò 3 tôi muốn giới thiệu tới quý vị và các bạn, cũng như là con đường đi từ bãi tắm Cát Cò 1 sang Cát Cò 3 với nhiều điểm chụp hình khác nhau. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi video của tôi. Xin kính chúc mọi người luôn luôn vui vẻ, mạnh khỏe, bình an, hạnh phúc.
và thật nhiều niềm vui. Và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các video khác giới thiệu về các địa điểm tại quần đảo Cát Bà.